Theo. Sau đây là em Võ Hoài Lam chuẩn bị thi triển cái môn lộn nhá, nhào lộn. Anh em chuẩn bị vỗ tay để cho em có sự cố gắng hơn nào. Ui rồi. Ui. Vang quả này hơi mạnh đấy. Cẩn thận vỡ đầu ấy. Đang quay phim là cứ làm cho đúng như mạnh vào, mạnh vào. Quá ngon. Đấy, bay mạnh vào, mạnh nữa lên. Đấy, nhào lộn rất là hay. Người văng hàng km. Ấy, 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 ui xôi. Sướng không? Anh em mới sướng không? Chơi này mà xích này nó mà đứt thì phải sang Mỹ mà sửa chữa. Tình hình dạo này đại ca Nhàn đâu mà mất tích đâu nhỉ? Ốm, ốm lâu thế nhỉ? Covid lâu quá. Cặp cột. Đu xuống trên dưới cặp cột. Nào nhảy sang kia nào. Nhảy sang cặp cột. Tóm tốt. Giật phát, tiếp tục. Thế nó mới vui, thế nó mới sướng. Cặp hai chân cột. Đấy, bay thế nó mới sướng. Tới thì đâu à. Kể cả liên hoan, thích liên hoan thì liên hoan. Mạnh thế, xem đi giao lưu tí nhá. Đấy nhá. Hôm nay không giao lưu, vừa uống rượu xong. Cái mai lại tiếp tục uống rượu rồi thi. Viên này ok chưa này? Bây giờ vẫn còn mùi ống xiêm không đi được. Em biết chỉ mải quay gái rồi. Hôm nào xuất phát đi. Bay đi, bay. 1 2 3 tí. Úi giời ơi, đấy. Ôi, quá đẹp. Trời. Không, không phải đục đấy. Ui trời. Không phải. Đúng công nghệ hologram đấy. Đấy, cứ đi theo tôi không được hú. Hú càng càng. Không ao, không hú. Mà biết thằng thằng đắp mặt nó xì rắn. Mất được. Trời. Trời ơi. Bay này là tốn lắm này. Tốn người yêu lắm này. Cái gì cũng tốn. Cái gì cũng tốn. Ghê. Quá ghê gớm. Chọc ngón tay vào thẳng nó thì nào đau đúng không? Quá đẹp luôn. Ui, chọc cái chuối hột luôn. Rồi, đúng cây chuối hột. Đấy. Bắt khởi đây. Quá ghê gớm luôn. Ôi, anh kia nghe, anh kia bắt ra ngay à? Quá ghê gớm. Chưa, chưa. Rồi, ok, ok. Được rồi. Tình hình anh em nha, sau đây anh Việt xin giới thiệu vài đôi led về chú Mr. Toản. Đây, đang chuẩn bị đu xích rồi nhá. Nào, anh nói gì nói đi. Luôn và ngay và tại thời điểm này. Tại công viên Yên Sở, đây giới thiệu với tất cả khán giả trên toàn thế giới. Đây là toàn thế giới mà. Chưa giới thiệu xong đâu. Đây là anh Mr. Toản năm nay 16 tuổi. Đâu? 68 à? 61. 16 lại quên nhầm, 61. Đấy, anh bay rất là uyển chuyển trong sự trầm trồ với cả anh em đứng ở đây. Đấy. Anh em vỗ tay cổ vũ chú Tuấn nào.
Hay quá nhỉ, bay kinh quá, ui rồi bay như chim, hay quá. 70 mà vẫn bay như này đã. Dù vừa buổi trưa chú vừa đu 1 lít xong. Đúng rồi, vừa đu 1 lít xong. Vừa. Anh đu xong này anh bay lại tốn rượu lắm, phí rượu lắm. Thế là quả này lại phải cho chú Toản vào hội xích đu bia rồi. Chú Toản chỗ này lúc trẻ tôn gái phải biết nhỉ. Khỏe lắm. Bây giờ cũng tốt. Đấy, bây giờ mấy tuổi mắt đây này. Bây giờ là những cô là chồng chết, chồng chê, chồng bỏ là sơ hết. Họ quên nhỉ? Lại nói chú Toản nữa thì dễ ngang nhau với chú Thu à? Chết à? Dạ. Mai vợ anh Việt đấy, cho anh Việt ra thôi. Này anh em rất đông. Đây này có chương trình ca nhạc gì không biết mà đông lắm. Rất là đông vui. Đấy. À, có thằng em đang đốt lửa kia nó lướng thịt kìa mà chả thấy nó mời mình lên gì cả. Chết giờ. Thèm quá nhỉ, đang đói. Thơm quá mà không thấy nó mời lên. À, đợt này là ra nó bán cả đồ này, nó mang cả xe. Huân ơi, Huân ơi. Có thịt chưa cho anh xin miếng, đói quá. Có máy này. Có ghế rồi. Có thịt ạ. Được chưa? Rồi ok đấy, chị đẹp trai đấy. Quay đi, quay đi. Quay em lại rơi như sung bây giờ. Nhanh lại dụng như sung bây giờ. Quay ngon. Ui quá được. Vắt kiểu như đi xe đạp ấy. Nó cứ cười to là lại dụng. Đang quay cấm dụng đấy. Đấy ngon phết đấy, đùa đâu. Tóm đi, mạnh lên. Văng mạnh vào. Anh em có truyền thống đã anh ạ. Ở đây trông đầy bớt nữa anh nhỉ. Cứ lật cao vào, thanh liên lên rồi. Ủa sao con két này như sấp đất xích hay sao ấy. Sợ quá. Nó va chạm này, nó bị va mòn ấy. Đúng rồi, nó va mòn ấy, két két phát là nó hiện tượng đến là nó bị lắc mạnh. Lên cho mỡ vào. Cái này bạc. Bây giờ bạc. Thôi à.